Sao Bằng Nhật xin chào cả nhà. Em lại tiếp tục giới thiệu các bác một chiếc lò vi sóng 3D của Nhật. Đợt này thì các bác hỏi lò vi sóng khá là nhiều, cho nên em cũng nhập một ít về bán phục vụ các bác nhé. Toàn bộ là em nhập lại những cái hàng đã được anh em thợ người ta lọc dọn ở cái nước đầu, tuyển chọn, test dọn sạch sẽ, ok, ngon lành, tình trạng đẹp, hoạt động hoàn hảo. Ở đây với giới thiệu với các bác là một cái chiếc lò của hãng Toshiba. Cái chiếc lò này thiết kế khá là sang trọng các bạn, thiết kế rất là sang nhé, đẹp, nhìn mặt kính rất là sang luôn. Cái chiếc lò này nó là 24 lít các bác nhé, 24 lít là rất phù hợp với một cái gia đình vừa phải. Đấy, có nướng. Quay luôn thông số tem mác cho các bác xem. Chiếc này được sản xuất năm 2016. Đây, kích thước của nó bên ngoài là 480 này, là chiều rộng đấy, chiều dài 480 này, chiều sâu là 390 này, chiều cao là 325, còn trong ruột của nó tương ứng đây các bác nhé. Đấy, lò của Toshiba thì nó sẽ là sử dụng cho thị trường Nhật. Đấy, okay. Series lò 1124 một cái chiếc lò rất dễ sử dụng thôi các bác ạ. Có nướng nhé. Đây, bình thường các bác vi sóng các bác bấm một nút này, là đây, tắt đi, các bác bấm à. Đấy, bấm một cái nút này là các bác vi sóng thôi. Đấy, đơn giản. Đây thì nó sẽ có giã đông, rồi có nhiều các cái chế độ hâm sữa, làm nóng sữa này, bên này là nướng này, chọn thời gian nướng này các bác nhé, chọn thời gian này 10 phút này, có chọn trọng lượng bao nhiêu gram này, 100 gram. Đấy, hay là 10 gram này. Rồi này, cái này là, đúng rồi, đây, rồi các bác bấm đây thôi là các bác nướng. Đấy, thời gian đây. Bên trong lò tình trạng của rất đẹp các bác nhé. Em nhập toàn bộ là các cái hàng tuyển chọn thôi, mà vệ sinh sạch đẹp hết rồi. Một cái chiếc lò nướng 3D rất dễ sử dụng, có màn hình mặt mũi rất là sang nhé. Có 29 menu nấu tự động. Đấy, khi mà các bác muốn, các bác có thể dùng cái phần mềm Google dịch ấy, mình muốn nấu một cái món gì đó như là nấu nướng thịt này, hay là nướng khoai tây chiên, hay là luộc rau nấu cơm gì đó, thì ở đây nó sẽ có những cái menu tự động của Nhật, nó lập trình sẵn, thì các bác có thể chọn đây. Đấy, chọn theo số này, đây số này 11 thì tương ứng với cái menu này thì mình sẽ dịch ra. Chưa? Còn bình thường đơn giản thì các bác muốn vi sóng thì các bác bấm nút này thôi là nó vi sóng các nhé. Đấy, có khay nướng này, những cái lò to này thì nó hay kèm thêm một cái khay nướng, khay để các bác nướng hứng mỡ. Đấy, cái chiếc này em bán là 3,5 triệu nhé, bảo hành 6 tháng. Có lưu ý là lò Nhật nó sử dụng điện 100V nhé. Đấy, giá chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp. Các bác nào có nhu cầu lấy một chiếc lò đẹp này qua lô cho em nhé. Chào các bác.